Em chào bác, em Đâm đây, là tiếp tục quay cho bác một con hàng VIP đây. Con này là con TA E7, là lời khá là cao hiện tại thời điểm này. À, một model hầu như là cao nhất TA E7 thì hầu như em chưa thấy con TA E8 là 9 thì chưa thấy đâu. Thế là 7 là cùng rồi. Và em đang sở hữu được một chiếc khá là đẹp. Đấy, em xem một chút thời gian quay qua cửa hàng em. Cửa hàng em, cửa hàng Thanh Lâm Gia Văn Shop, địa chỉ tại cầu Giàm, Tân Hương, Ninh Giang, Hải Dương. Em dùng hai số điện thoại, số đầu tiên số 0377996066, số dưới là 0975360433. Để bác tiện gọi liên hệ với kênh nhà em thì sẽ làm để cái biển này xuống luôn. Đây, cho bác đây một con TA7. Con này thì nó là màu trắng này, viền này viền màu đen. Màu đen đen chứ không phải là đen đen xì đâu. Màu đen kiểu đen sang màu xanh xanh. Đấy, đây. Đây tem đây. TA7 đã là 2020. Đấy, vách đây. Tất cả zin 100% nhé, không tính một hạt sơn rồi nhé. Con này là sơn sần nhé, lưu ý các bác nhà tay chân sạch sẽ và lau sạch sẽ nhé. Tay này sơn sần sờ nó bẩn, sờ nó bẩn. Kính hấp, nói chung là nó lại tay chân nhầm dầu mỡ, cứ sờ nó bẩn, sờ nó bẩn. Nói chung là máy đẹp thì miến chê. Nói chung thành vách góc vách không có gì mà chê. Tôn nhức nét căng. Nói chung là máy em Lâm đi thử thì cũng trở nên đẹp luôn. Đây bên trong đây, nội thất sáng choang. Em bao cho bác con này là mới còn tầm 99%. Nếu con này có hộp sốt hút là nhiều hộp sốt luôn. Đấy, tay chân cứ sờ đâu nó bẩn đấy. Đấy, cực kỳ đẹp luôn. Con này đầy đủ hết đi. Đầy đủ hết không thiếu cái gì cả. Đấy, giòn chiếc xanh đét. Nói chung là một con hàng quá đẹp. Đấy, và em hướng dẫn các bác dùng rồi vệ sinh luôn. Đấy, riêng cái dòng TH này và dòng TA này yêu cầu nó rất là khắt khe. Đấy, trong quá trình sử dụng các bác là lưu ý một tuần phải vệ sinh một lần nhé. Một tuần phải vệ sinh một lần. Các bác chủ yếu là lưng giá ra này. Đấy. Và các bác đây, các bác nhìn dưới này. Đây là một cái núm này các bác lưng này ra. Cái này quá đáp bị cũng được, không quan trọng cái này ra nó cũng chả chứa được gì đâu. Thực ra quan trọng hết cái này của em này. Đấy, các bác phải đổ cái rác này đi. Nó không xuống dưới này đâu. Mà chủ yếu là các bác lưu ý hộ em này. Là các bác phải lưng ra sửa sạch cái này đi. Cái màng này màng kim nó hay bị tắc. Đấy, các bác lưu ý hộ em là như vậy. Thế là ok rồi. Đấy, lưu ý của em muốn vậy thôi. Đấy, vệ sinh của em đấy. Một tuần vệ sinh một lần cho nó sạch. Đấy. Máy thì em cam kết bác là không đính hoạt xuân ta nào gì, rất là đẹp luôn. Nói chung là nếu con này mà có kiếm những quần sổ sách nhá, bốc phét. Úi xời, hàng này hàng đi bay, hàng này hàng ngước luôn. Đấy, con này cực đẹp luôn. Hàng như đập hộp luôn. Đấy, và em báo giá luôn trước này các bác luôn. Con này là em mua hàng đấu giá ở bên kia nhưng mà nó mất hộp, mất giấy tờ rồi. Đấy. Nhưng mà chất máy nó đẹp. Đấy. Em bán bác con này giá là 11 triệu. 11 triệu đã bao gồm bảo hành quá 1 năm. Đấy, hỗ trợ giữa chọn đời cho các bác. Đấy, bác lưu ý của em là dòng TH và TA này là nó là hộp to. Nó to hơn con TH. Đấy, các bác đút bát to và lồi to vào đây rửa cái lồi 5 lít. Tức là lồi canh 5 lít lại lồi to ấy. Và bát đũa là rửa được cho 10 12 ngàn là rửa thoải mái luôn và có thể đút được cả lồi kèm cùng thì nó to hơn dòng TH kia. Đấy, nhưng ngược lại các bác lưu ý của em nhé. Dù là nó mở cửa trước này nhá, nó cao 61 phân này nhá, nhưng bắt buộc các bác tuổi bác phải thấp nhất là phải được 63 phân để nó thông cái lỗ gió này. Nếu mà các bác để che tắt lỗ gió ấy, là hơi nóng nó không bay tỏa nhiệt lên trên được, nó luồn xuống dưới là nó sẽ ảnh hưởng lên mạch vi mạch ở dưới. Đấy, các bác lưu ý em nhé, người ta bán hàng người ta cốt bán cho các bác xong là xong, người ta không trách nhiệm đâu. Nhưng em bán các bác là em được khuyên các bác bởi vì là em đã gặp trường hợp này rồi và dẫn đi được lối máy rồi, nên các bác lưu ý của em ấy là phải để thấp nhất khoảng trống của các bác này phải để thấp nhất là 2 phân để hơi nóng bắn ra. Bởi vì con này nó rửa khác hoàn toàn con TA kia, công nghệ rửa khác hoàn toàn. Bởi vì là lên dòng TA E7 này, tức là lên dòng đời cao này là nó luôn có đầu nước cao áp nhá. Đừng bố nào bảo là dòng TA này nó không có áp nóng cao nhá. Con nào nó áp nóng cao hết, bởi vì nó đều dùng chung một kích thước bơm như nhau và đều dùng chung một may xo đốt nóng như nhau. Bởi vì là con này motor của nó vừa bơm nước nó gắn luôn một cái may xo ấm như kiểu ấm siêu tốc ấy, luôn trực tiếp bơm đấy. Tức là trong quá trình nó vừa đun, tức là nó vừa bơm nước nó vẫn vừa đun, tức là chỉ cần nhiệt độ nó tụt xuống là nó vừa bơm luôn. Đây nó hiện này, nhiệt độ nóng áp cao này, để có thể dịch tiếng Việt rửa được. Và con này nó như là cái con test luôn và nó có 3 chế độ rửa khác nhau, rất là dễ dùng. Số 1, số 2, số 3. Đấy, thế từ các bác thích dùng số 1 là rửa ít này. Đấy, con này rất dễ dùng, người là không biết tiếng Nhật cũng rất là dùng. Số 1 ít, đấy, và mình bấm thêm một lần nữa là sẽ áp nóng cao và bên đây thời gian sấy. Đấy, rất là tiện. Đấy, rất là tiện. Thì mình chỉ cần đặt một lần thôi vì nhà mình ít người. Giờ là được bát đũa thì mình sạch, không bẩn lắm thì mình cần rửa số 1 thôi. Thì mình bật như này là tự động là máy nó sẽ lưu lại, lần sau bác không phải sờ vào nữa. Lần sau các bác chỉ cần làm hai thao tác. Bật lên và ấn khởi động này nó cho em. Đấy, là tự động nó sẽ lưu luôn. Nó lưu luôn, mình không cần phải bấm đi bấm lại nữa. Thế là chỉ mất một lần thôi. Đấy, rất là tiện. Máy thì em dịch hết sang tiếng Việt thì bác rồi. Đấy, các bác yên tâm. Hàng con này, chất hàng này thì miết chê. Đấy, bác nào lấy thì alo cho em.
11 triệu bảo hành 1 năm, hỗ trợ giữa trọn đời cho các bác. Các bác lưu ý hộ em là lúc lắp máy hay thì cần gì thao tác các bác có thể gọi điện cho em hướng dẫn các bác lắp. Đấy, nhà em mình bán hàng cho khách hàng nhà em thì bao giờ cũng tận tâm. Đó. Thế nên là bán cái mặt hàng đến các bác là phải yên tâm. Đấy, thì các bác lần sau các bác ủng hộ em được. Đấy, các bác lấy thì alo em số điện thoại kia. Em đâu không một chiếc đâu nhá, không có chiếc thứ hai đâu. Bác nào lấy thì alo cho em sớm. Em chào bác nhá.